qua buổi tham quan, chúng em được trải nghiệm một môi trường hoàn toàn mới, môi trường làm việc trẻ trung năng động, giúp chúng em hiểu thêm được quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng BIDV nói chung và của trung tâm ngân hàng số BIDV nói riêng. Qua đây chúng em cũng rất mong khoa tài chính ngân hàng sẽ tổ chức cho chúng em nhiều buổi tham quan như thế này để chúng em có thể trau dồi kiến thức và được trải nghiệm nhiều hơn. Trong cái chiến lược phát triển nhân sự của BIDV thì chúng tôi rất coi trọng cái chuyện là đào tạo ngay từ các cái nguồn ngay ở trường đại học. Thì để trong một cái việc phát triển về nguồn nhân lực chuẩn bị cho cái đặc biệt cho cái chuyện chuyển dịch số của ngân hàng, chúng tôi có hợp tác rất nhiều các trường đại học. Đấy, thì hôm nay rất vui mừng là được đón tiếp đoàn sinh viên ưu tú của trường đại học Đại Nam. Đấy thì nhìn các em rất sinh tươi, rất là năng động, rất trẻ trung, đặc biệt là thể hiện cái tính tự tin và các cái kỹ năng được học trong trường rất là tốt. Thì tôi đánh giá ở một góc độ nào đó thì sinh viên trường Đại Nam thì có thể là đáp ứng được khá nhiều các cái kỳ vọng và chúng tôi sẽ định hướng tuyển dụng trong tương lai. Hôm nay em được đến trải nghiệm thực tế tại ngân hàng số BIDV ở Bà Triệu. Em cảm thấy buổi hôm nay rất là có ích đối với bản thân của mình, bởi vì qua đây thì em có thể được tìm hiểu về lịch sử và quá trình phát triển của ngân hàng số BIDV và cũng được tư vấn và tìm hiểu về những cái yêu cầu của những nhà tuyển dụng để có thể tự trau dồi kiến thức của bản thân trong quá trình học hành để mai sau khi mà có thể ra trường rồi em sẽ có thể đi làm luôn.